Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, Chủ nhật ngày 14 tháng 5 năm 2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Gần 53.000 bài dự thi cuộc thi viết với chủ đề Bác Hồ với Hưng Yên. 11 khu tái định cư để giải phóng mặt bằng đường vành đai 4. Liên kết giữa trường dạy nghề với doanh nghiệp góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Quản lý chăn nuôi động vật hoang dã hạn chế việc lợi dụng để mua bán vận chuyển kinh doanh động vật hoang dã trái pháp luật. Tăng cường đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, hướng tới kỷ niệm 133 năm ngày sinh nhật Bác 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2023. Tháng 9 năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức cuộc thi viết với chủ đề Bác Hồ với Hưng Yên, Hưng Yên với Bác Hồ. Sau 5 tháng hoạt động đến hết tháng 2 năm 2023, Ban tổ chức cuộc thi đã nhận được 52.759 bài của các địa phương, đơn vị trong và ngoài tỉnh gửi tham gia. Trong đó, các địa phương trong tỉnh có 35.627 bài, các đơn vị tỉnh ngoài gồm 22 tỉnh, thành phố có 17.132 bài tham gia. Các địa phương đơn vị có số lượng bài dự thi cao như Đảng bộ huyện Ân Thi, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đảng bộ quân sự tỉnh, Đảng bộ thị xã Mỹ Hào, thành phố Hà Nội. Nhìn chung, các bài dự thi được đầu tư công phu, có sự nghiên cứu sáng tạo, trình bày đẹp, có hình ảnh tư liệu, mô hình minh họa, bổ sung được nhiều tư liệu về lịch sử Bác, về thăm Hưng Yên. Phần liên hệ thực tế phong phú, thể hiện tình cảm trách nhiệm và rút ra được những bài học kinh nghiệm cho bản thân trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, cũng như trong cuộc sống và thực hiện công việc được giao. Một số bài dự thi thu thập được nhiều tư liệu về Bác và các mẩu chuyện của Bác mỗi lần về thăm và làm việc tại Hưng Yên. Đây thực sự là những nguồn tư liệu quý đáng trân trọng để phục vụ cho công tác nghiên cứu sưu tầm, bổ sung tư liệu về Bác Hồ với Hưng Yên, Hưng Yên với Bác Hồ trong thời gian tới. Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, từ những việc nhỏ, giản dị là nhân tố góp phần đưa chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đi vào cuộc sống. Từ đó đã cổ vũ nhiều tấm gương ưu tú tỉnh Hưng Yên học tập và làm theo Bác ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Trực tiếp tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975, ông Thắng luôn nêu cao tinh thần vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Năm 1985, xuất ngũ trở về quê hương, ông Thắng luôn trăn trở suy nghĩ, tìm hướng đi mới để phát triển kinh tế. Năm 2007, sau khi nghỉ hưu, ông Thắng thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Đức Thắng, chuyên sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng. Với bản chất bộ đội Cụ Hồ, tinh thần của người lính, lao động cần mẫn đã đưa doanh nghiệp ngày càng phát triển, tạo việc làm cho 20 lao động địa phương có thu nhập từ 5 đến 10 triệu đồng một người một tháng. Những năm qua, ông còn nhiệt tình ủng hộ, hỗ trợ các phong trào của địa phương, giúp đỡ, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài địa bàn. Tôi nghĩ là mình cứ làm được một việc tuy nhỏ nhưng mà tốt, là đấy là cũng là học tập đạo đức Bác Hồ rồi. Nên từ đó tôi luôn luôn tham gia đóng góp quỹ từ thiện cho xã hội. Cái việc đó thì phải thường xuyên và liên tục, để chỉ khi nào mình không có điều kiện, mình không đủ sức lực nữa thì mình thôi. Gắn bó với công tác hội từ tháng 5 năm 2015, chị Lê Thị Lan, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thọ Vinh, huyện Kim Động, đã có nhiều đóng góp tích cực cho công tác hội và phong trào phụ nữ ở địa phương. Ngoài ra, chị đặc biệt quan tâm đến công tác nhân đạo từ thiện, thăm hỏi, tặng quà cho hội viên và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, phát động hội viên ủng hộ xây dựng mái ấm tình thương, ủng hộ trẻ em và phụ nữ miền Nam bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, ủng hộ mô hình lá lành đùm lá rách. Để có kinh phí tổ chức các hoạt động, chị đã tuyên truyền vận động hội viên tham gia tiết kiệm theo gương Bác Hồ, được 250 triệu đồng hỗ trợ cho 30 lượt hội viên vay phát triển kinh tế. Đặc biệt, chị cùng ban chỉ đạo phòng chống dịch của xã triển khai các hoạt động như tổ chức nấu 270 suất cơm miễn phí, kêu gọi ủng hộ trị giá 150 triệu đồng tiền mặt và nhu yếu phẩm. Bản thân tôi luôn đồng cảm với những hoàn cảnh khó khăn nên là tự thôi thúc mình có những hành động, có những việc làm cụ thể. Đồng chí Lan thì được cán bộ và nhân dân đánh giá rất là cao, là một người năng động và nhiệt tình,
trong cái phong trào của địa phương. Chúng tôi đang nhân rộng và cần có những cái mô hình tiên tiến điển hình như đồng chí Lê Thị Lan. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không chỉ ở cán bộ, đảng viên mà còn lan tỏa tới các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Đó là những tấm gương rất đời thường và cách họ làm theo Bác cũng rất bình dị. Như bà Đặng Thị Hoài ở thôn Hoan Ái, xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ, 16 năm làm đẹp đường làng, nhà văn hóa thôn. Gia đình cựu chiến binh Nguyễn Văn Xuân ở thôn Ngải Dương, xã Đình Dù xây tặng xã trường tiểu học 2 tầng khang trang, hay chị Hoàng Thị Nhung, thị xã Mỹ Hào, 30 tuổi nhưng có tới 90 lần hiến máu cứu người. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án đường vành đai 4 tỉnh Hưng Yên, dự kiến bố trí 11 khu tái định cư tại các huyện Văn Lâm, Văn Giang, Yên Mỹ. Để giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án đường vành đai 4, toàn tỉnh thu hồi 317 ha đất, trong đó có gần 740 hộ phải thu hồi đất ở với diện tích gần 15 ha thuộc 3 huyện Văn Giang, Văn Lâm và Yên Mỹ. 3 huyện này dự kiến bố trí 11 khu tái định cư có tổng diện tích 51,5 ha. Hiện nay, Ủy ban nhân dân các huyện đã thực hiện việc xác định vị trí tái định cư nhà ở, khu quy hoạch nghĩa trang và đã trình Sở Xây dựng để thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận vị trí, ranh giới, lập quy hoạch khu vực tái định cư. Từ đầu năm đến nay, thị xã Mỹ Hào đã đẩy mạnh xử lý đất dôi dư xen kẹp được 16 trường hợp với số tiền thu được 3,5 tỷ đồng. Tổng diện tích xử lý được trên 1.400 m2, trong đó phường Bần Yên Nhân xử lý được 12 trường hợp, Minh Đức được 5 trường hợp, Xã Cẩm Xá 2 trường hợp. Như vậy, từ năm 2021 đến nay, thị xã đã xử lý được 324 trường hợp đất dôi dư, xen kẹp, đất có nguồn gốc, giao không đúng thẩm quyền, thu về ngân sách trên 40 tỷ đồng. Trong đó, năm 2021 xử lý được 106 trường hợp, năm 2022 xử lý được 87 trường hợp. Tuy vậy, việc xác minh nguồn gốc đất và hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xử lý đất dôi dư, đất có nguồn gốc giao không đúng thẩm quyền gặp nhiều khó khăn do công tác quản lý hồ sơ đất đai tại một số xã phường trong nhiều giai đoạn chưa được thực hiện tốt, dẫn đến việc thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xử lý đất dôi dư, đất có nguồn gốc giao không đúng thẩm quyền gặp nhiều vướng mắc. Có một thực tế hiện nay là trong khi nguồn lao động của chúng ta dồi dào, nhu cầu việc làm lớn, nhưng các doanh nghiệp vẫn rơi vào tình trạng thiếu lao động tay nghề cao, sinh viên ra trường không đáp ứng yêu cầu của ngành nghề, còn nhiều doanh nghiệp lại phải thuê lao động nước ngoài. Chính vì vậy, việc gắn kết giữa nhà trường và doanh nghiệp, giữa lao động và việc làm, đào tạo kỹ năng thực hành theo nhu cầu xã hội là một trong những giải pháp quan trọng góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Sau khi có những thông tin phản hồi về năng lực của người học đang làm việc tại doanh nghiệp, năm học vừa qua, trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Hưng Yên đã tổ chức xây dựng mới 2 chương trình đào tạo, thực hiện điều chỉnh bổ sung đối với các nghề đào tạo trong nhà trường để phù hợp với xu hướng nhu cầu sử dụng lao động của thị trường. Bên cạnh đó, nhà trường tích cực liên kết đào tạo với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn nhằm nâng cao kỹ năng và thái độ học tập làm việc cho học sinh, sinh viên. Tụi em ra đây thực tập thì được làm quen nhiều loại máy và được biết rất là nhiều các đường may ạ. Xong rồi khi ra trường thì tụi em không còn cái gì bỡ ngỡ nữa ạ. Về cơ bản các cháu đã được đào tạo ở trường, sau đó đến chỗ công ty thì chúng tôi lại phải rèn rũa lại về các cái đường may, đa dạng đường may, rồi là các đường may khó để nâng cái tay nghề lên cho các cháu, và chúng tôi cũng sẽ đào tạo thêm về cái kỹ năng thao tác tiên tiến để các cháu tiếp cận tốt cho cái công việc của các cháu. Tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, với thế mạnh là nơi đào tạo kỹ sư thực hành chất lượng cao, thời gian qua, trường luôn chú trọng yếu tố thực nghiệp sáng tạo hiệu quả. Hiện nhà trường có quy mô đào tạo khoảng 10.000 sinh viên, học viên, tập trung vào các lĩnh vực trọng điểm như công nghệ cơ khí, công nghệ tự động hóa, công nghệ robot, công nghệ thông tin, công nghệ vật liệu nano, công nghệ hóa học và xử lý môi trường. Nhà trường cũng đã xây dựng được mối quan hệ hợp tác đào tạo với một số trường đại học, viện nghiên cứu và tổ chức quốc tế với các quốc gia thuộc EU, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, hợp tác với nhiều tập đoàn doanh nghiệp tham gia vào quá trình đào tạo, triển khai các đề tài, dự án, nghiên cứu. Trung bình khoảng 1 đến 2 tháng thì sẽ có các nhà doanh nghiệp về liên kết với nhà trường, tổ chức các buổi hội thảo. Thứ nhất là có thể chuyển giao công nghệ,
Thứ hai là có thể chuyển giao chương trình giáo dục đến với các sinh viên, giúp cho việc các bạn sinh viên tiếp cận với cả doanh nghiệp một cách gần gũi hơn, cũng như là mở rộng cho các bạn cái cơ hội làm ở các doanh nghiệp lớn. Nhà trường đã cử các giảng viên đến khảo sát xem các doanh nghiệp cần đào tạo những cái vấn đề gì, và từ đó xây dựng ra cái chương trình để đào tạo đáp ứng ngay cái thị trường lao động của doanh nghiệp. Tính từ năm 2013 đến nay, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có hơn 1.000 doanh nghiệp liên kết với cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong các khâu tuyển sinh, đào tạo tiếp nhận lao động và hỗ trợ học sinh, sinh viên thực tập tại doanh nghiệp. Đặc biệt, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp hợp tác với doanh nghiệp trong việc xây dựng, điều chỉnh chương trình đào tạo, xây dựng chuẩn đầu ra để đào tạo nguồn nhân lực phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp. Việc gắn kết chặt chẽ giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp với các doanh nghiệp sẽ giúp nâng cao chất lượng đào tạo, tiến tới việc liên kết đào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy giải quyết việc làm, nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo trên địa bàn tỉnh. Thời gian qua, chăn nuôi động vật hoang dã đã mang lại giá trị kinh tế cao cho nhiều hộ dân. Tuy nhiên, do tính chất đặc thù của các loài vật nuôi này, nếu không được quản lý chặt chẽ sẽ dễ dẫn tới việc lợi dụng để mua bán, vận chuyển, kinh doanh động vật hoang dã trái pháp luật. Ông Nguyễn Văn Thúy ở xã Nguyên Hòa, huyện Phù Cử hiện nuôi gần 30 con giòn và dúi. Đây là những loại động vật hoang dã thông thường được phép chăn nuôi. Tuy nhiên, ngay sau khi nhập giống đã được kiểm tra qua bảng kê lâm sản có xác nhận của kiểm lâm sở tại. Khi mà nhập giống về thì phải có giấy phép của cái nơi mà người ta cung cấp con giống cho mình. Sau đó thì mang về chi cục kiểm lâm Hưng Yên làm sổ và đăng ký. Anh Trần Huy Hợi tại thôn Cát Dương, xã Tống Phan đăng ký nuôi hơn 30 con công Ấn Độ. Thế nhưng do diễn biến thời tiết thất thường nên tới nay chỉ còn có 9 con. Đây là loài động vật hoang dã quý hiếm thuộc mục 3 CITES, cần được cấp mã số khi nuôi. Thì trong quá trình mà tôi nuôi số lượng bao nhiêu thì chúng tôi đều báo cáo theo cái sổ theo dõi của bên kiểm lâm, sinh nở, phát triển rồi bán, chúng tôi đều khai báo và làm theo đúng trình tự kiểm lâm quy định. Theo thống kê, hiện nay toàn tỉnh có 32 trang trại chăn nuôi động vật hoang dã với 13 chủng loại, gần 7.000 cá thể. Trong đó có 5 loại thông thường, 8 loại quý hiếm như công Ấn Độ, cầy vòi hương, cầy vòi mốc. Theo đánh giá của ngành chức năng, cơ bản các cơ sở chăn nuôi động vật hoang dã đều thực hiện quy định về cấp mã số, kiểm định, giấy chứng nhận nguồn gốc động vật. Hàng năm chi cục kiểm lâm sẽ tiến hành kiểm tra định kỳ mỗi năm một lần. Tôi cũng khuyến cáo với cả bà con cũng không nên tự ý nuôi nhốt động vật hoang dã tại gia đình. Khi mà phát hiện các cái cơ sở mà nuôi động vật hoang dã trái phép thì chi cục kiểm lâm sẽ tiến hành lập biên bản vi phạm hành vi hành chính. Chăn nuôi động vật hoang dã mang lại giá trị kinh tế cao, tăng thu nhập cho người dân. Tuy nhiên, cần có giải pháp để quản lý chặt chẽ những cơ sở nuôi trên địa bàn, cũng như thẩm định hồ sơ nguồn gốc, số lượng, chủng loại động vật hoang dã, tiêu chuẩn chuồng trại để tạo thuận lợi cho công tác quản lý và tiêu thụ của chính hộ chăn nuôi. Thưa quý vị và các bạn, nhằm chấn chỉnh khuyết điểm hạn chế trong công tác thanh tra kiểm tra về an toàn thực phẩm những năm qua, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa có yêu cầu trong năm 2023, các ngành địa phương phải tiến hành thanh tra kiểm tra tối thiểu 60% trong tổng số trên 12.000 cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Thực hiện chỉ đạo này, trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm, Ban chỉ đạo liên ngành tỉnh tổ chức kiểm tra giám sát tại tất cả các huyện, thị xã, thành phố về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, ghi nhận của các phóng viên thời sự đi theo đoàn. Nhà hàng này mỗi ngày có thể cung cấp dịch vụ ăn uống cho hàng trăm thực khách. Qua kiểm tra sơ bộ, cơ sở đáp ứng và tuân thủ cơ bản các quy định về an toàn thực phẩm. Thực phẩm là phải đảm bảo là có nguồn xuất xứ và cái chất lượng món ăn là quan trọng. Bọn em đều phải có nguyên tắc. Đồ sống là với đồ chín là để tách riêng hai nơi để cho đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, đây chỉ là một trong số ít cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm ở thị xã Minh Hào được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện, tức là được kiểm soát về an toàn thực phẩm. Trên địa bàn thị xã, hiện mới chỉ có trên 140 cơ sở được cấp giấy chứng nhận trong tổng số gần 1.000 cơ sở. Đây cũng là tình trạng chung ở các địa phương khác với lý do chính được nêu ra là thiếu nhân lực cho công tác quản lý nhà nước. Cán bộ tuyến thị xã cũng như là cấp xã còn kiêm nhiệm, hoạt động kiêm nhiệm, chưa có chuyên môn phụ trách chuyên sâu về lĩnh vực về an toàn thực phẩm. Cái thứ hai là
hàng năm thì cán bộ phụ trách về công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thì cũng chưa được thường xuyên đi tập huấn kiến thức. Một thực trạng nữa là công tác xử phạt vi phạm hành chính tại các địa phương còn rất hạn chế. Có địa phương như huyện Khoái Châu, Yên Mỹ, Phù Cử, Ân Thi, năm 2022 không xử phạt trường hợp nào. Số lượng cơ sở kiểm tra so với thực tế thì vẫn là rất là nhỏ, số lượng xử phạt vi phạm diễn rất là ít. Cái kinh phí mà cấp cho cái hoạt động về cái công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại các địa phương hiện nay thì rất là ít. Có những địa phương thì chỉ có 20 triệu hoặc 50 triệu trong một năm hoạt động, mà có những địa phương hiện nay là không có cấp một chút kinh phí nào. Một thực tế nữa là từ khi các phòng y tế được sát nhập về văn phòng Ủy ban nhân dân cấp huyện thì công tác của lãnh nhà nước về an toàn thực phẩm có phần bị thiếu quan tâm hơn trước. Có cán bộ phòng y tế cũ lại phải trực bộ phận một cửa để giải quyết công việc khác ngoài chuyên môn. Tại tuyến xã, việc phân công nhiệm vụ cũng chưa thống nhất, xã thì giao cho công chức địa chính nông nghiệp, xã thì giao cho cán bộ văn hóa xã hội. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập năm 2023-2024 có số thí sinh đăng ký dự thi giảm, nhưng chỉ tiêu trúng tuyển lại tăng 500 em so với năm học trước. Trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập năm 2023-2024, toàn tỉnh có hơn 16.800 thí sinh đăng ký dự thi. Chỉ tiêu tuyển sinh được giao là 11.000 học sinh với tổng số 253 lớp. So với năm học trước, năm nay số thí sinh đăng ký dự thi giảm khoảng 400 em, nhưng chỉ tiêu trúng tuyển lại tăng 500 em. Dù tỷ lệ chọi giảm so với những năm trước, nhưng cũng không đồng nghĩa sẽ dễ trúng tuyển hơn, bởi chỉ tiêu tuyển sinh biến động theo từng khu vực và từng trường học. Các trường có số chỉ tiêu trúng tuyển tăng nhiều là Trung học Phổ thông Văn Lâm, Trung học Phổ thông Mỹ Hào, Trung học Phổ thông Yên Mỹ, Trung học Phổ thông Kim Động, Trung học Phổ thông Phù Cử, Trung học Phổ thông Trần Hưng Đạo. Vừa qua, Bảo Việt Nhân Thọ Hưng Yên tổ chức sự kiện tri ân khách hàng gửi chọn niềm tin và chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Theo đó, Bảo Việt Nhân Thọ Hưng Yên đã chi trả quyền lợi bảo hiểm rủi ro cho thân nhân gia đình khách hàng không may gặp rủi ro trong cuộc sống. Anh Trần Văn Lịch, trú tại Lưu Xá, Quảng Lãng, Ân Thi, anh tham gia 3 gói giải pháp tài chính tại Bảo Việt Nhân Thọ Hưng Yên. Không may, anh đột ngột qua đời, thực hiện đúng như cam kết trong hợp đồng. Bảo Việt Nhân Thọ Hưng Yên chi trả theo hợp đồng mà anh Lịch mua cho bản thân với số tiền là 600 triệu đồng. Chi trả số tiền 400 triệu đồng cho gia đình khách hàng Nguyễn Quang Vinh, trú tại Ngọc Nhuế, Tân Phúc, Ân Thi. Anh Vinh tham gia hợp đồng An Phát Cát Tường với số phí 12 triệu đồng một năm. Tháng 2 năm 2023, anh không may bị tai nạn giao thông qua đời. Cũng tại sự kiện này, Bảo Việt Nhân Thọ Hưng Yên đã chia sẻ tới khách hàng chủ đề hiểu đúng bảo hiểm, bảo vệ thu nhập, làm chủ cuộc sống, giúp cho quý khách hàng hiểu rõ về giá trị cốt lõi mà bảo hiểm nhân thọ mang lại. Từ đó có cái nhìn toàn diện, khách quan và an tâm hơn khi tham gia bảo hiểm nhân thọ. Với đặc điểm nhiều khu công nghiệp, khu đô thị tập trung tại các huyện Văn Giang, Văn Lâm, Công an tỉnh Hưng Yên đã có nhiều giải pháp quyết liệt đấu tranh phòng chống ma túy trên địa bàn hai huyện. Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh đã ban hành kế hoạch tập trung phòng ngừa tấn công trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật về ma túy tại địa bàn hai huyện Văn Giang, Văn Lâm. Chỉ đạo các phòng công an hai địa phương và tổ công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm về ma túy trên địa bàn hai huyện triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm phòng ngừa đấu tranh hiệu quả với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy. Chỉ tính riêng ngày 13 tháng 5 năm 2023, lực lượng công an đã kiểm tra cư trú đối với 15 trường hợp, đã phát hiện 9 đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, lập hồ sơ xử lý hành chính một đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.